Rồi chào anh em buổi trưa nha. Thì cái máy này bây giờ em bắt đầu giao về Khánh Hòa nha. Máy này đã bảo dưỡng hoàn chỉnh, hai cặp xích mới luôn đó, cặp số bơm đã làm xong hết luôn, giờ chỉ có giao nha. Còn là luôn số em luôn. Cái thấp rồi lên máy đã xong nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Đó, quá đẹp luôn. Rồi thách năng lượng nha anh em, đây con này 70G đó. Rồi thách đang thử chiếc 70G này nha anh em, 70G còn nguyên bồn luôn, nguyên xi ngon lành. Đó. À, kịp hình với khách luôn ha. Rồi 1, 2, 3. Rồi xong, cảm ơn. Rồi chào anh em nha. Mấy bên này lô mua quá chưa có quay cái máy này, lúc dịch bồn ra này nọ luôn. Bây giờ máy đang về ha. Đã ra, nó đang bắt đầu vệ sinh lại cho sạch sẽ cái máy. À, kiểm tra hộp số miễn phí cho khách ha. Đó. Bơm cũng là miễn phí luôn nha, tùy theo yêu cầu của anh em nha. Rồi bữa nay là công đoạn quan trọng nhất nha, công đoạn chà xét nha. Chà xét với gõ mấy cái gỉ ra rồi mình mới bắt đầu mình tiến hành mình sơn hai lớp lên lại nha anh em. Đây. Công đoạn này rất quan trọng, độ bền của sắt thép cũng do nước sơn hết á. Đây. Buổi sáng anh em nha, máy Khánh Hòa bữa nay lột ra ha, lột bồn lột ra rồi. Làm vệ sinh là mới lại. Ủa cái này như mấy gờ em lộn, đang lên bồn. Cơ bản thì còn giữ được lưới ghim nè, còn xài được ok, khỏi thay ha. Rồi để bây giờ em đánh một vòng cho anh em xem cái máy gần hoàn thiện luôn rồi ha. Đây. Chân nó đã làm hết luôn. Làm đây. Đó. Đang lắp lại cái dàn vào. Dán tem nữa là xong. Rồi máy này giờ đã xong nha anh em. Đó. Ngon lành. Trời có đi giao nữa thôi. Đang chuẩn bị xe rồi. Xe đang đậu trước sẵn luôn. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hòa tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.